Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón vành cho bé. Ở hai bên mình có thắt thêm hai cái bím tóc như thế này. Ở bên hông nón thì mình có trang trí thêm cái phần nơ màu hồng cho cái nón thêm xinh xắn. Thì dụng cụ gồm len miêu cô tông, kim móc mình dùng kim móc 3.0, kéo cắt len. Bây giờ mình sẽ dùng màu nâu nhạt để móc cái phần thân nón. Đầu tiên các bạn tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Móc vào vòng tròn vừa tạo 6 mũi móc đơn. 1 2 3 4 5 và 6. Sau đó các bạn dùng tay nắm sợi len ngắn kéo lại để vòng tròn nhỏ lại. Sau đó móc vào cái chân kế bên này, móc vào chân móc này một mũi dời. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Móc vào chân móc vừa móc mũi dời hai mũi móc đơn. Chân móc kế bên cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Chân bên cạnh cũng móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc. Làm tương tự cho ba chân móc còn lại, mỗi chân móc móc cho mình hai mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Sau khi móc đến mũi móc cuối cùng, các bạn móc vào cái chân móc bên này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Như vậy là mình đã được một vòng tròn gồm 12 chân móc. Tiếp tục lên hai mũi móc xích. Móc vào cái chân móc vừa móc mũi dời hai mũi kép đơn cùng chân. Chân kế tiếp cũng móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Chân kế bên cũng móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Làm tương tự các cái chân móc còn lại, mỗi chân móc móc cho mình hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Móc cho đến cuối vòng. Thì sau khi móc đến cuối vòng, các bạn móc vào cái chân móc bên này cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn. Chân móc kế bên là cái chân móc nằm ở giữa của hai cái mũi chậm ở dưới. Là cái chân móc này, móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân. Như vậy là mình đã được một cụm 3 mũi móc như thế này. Các bạn tiếp tục móc vào chân kế bên một mũi kép đơn. Chân bên cạnh là cái chân nằm ở giữa hai cái mũi chậm ở phía dưới này, là cái chân móc này móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân. Như vậy là mình đã được thêm một cụm thứ hai. Các bạn làm tương tự cho mình cái cụm này cho đến hết vòng. Cũng móc cho mình vào cái chân kế bên một mũi kép đơn và chân bên cạnh móc hai mũi kép đơn cùng chân là cái chân nằm ở giữa của hai mũi chụm ở hàng phía trên làm tương tự cho đến hết vòng sau khi móc đến cuối vòng các bạn tiếp tục móc vào cái chân kế bên này cho mình móc vào đây cho mình một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích thì ở cái hàng phía dưới mình móc một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân. Thì ở hàng móc tiếp theo này các bạn móc cho mình vào cái chân móc đầu tiên một mũi kép đơn, chân thứ hai cũng móc một mũi kép đơn. Chân thứ ba là cái chân nằm ở giữa của chân mũi chậm phía trên, móc cho mình vào đây hai mũi kép đơn cùng chân. Như vậy là mình đã được một cụm bốn chân móc như thế này tiếp tục móc vào hai chân móc kế tiếp mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc chân kế bên cũng là cái chân nằm ở giữa của chân mũi chậm phía dưới cũng là cái chân này móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân như vậy là ta đã thêm được một cụm bốn chân móc thứ hai các bạn móc cái cụm này cho mình móc cho đến hết vòng cũng móc hai chân móc kế bên mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và cái chân kế bên cũng là cái chân nằm giữa chân mũi chậm ở phía dưới là cái chân này móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân móc tương tự cho đến hết vòng Sau khi móc đến cuối vòng thì móc vào cái chân móc kế bên này, móc vào đây cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Các bạn để ý nè, ở cái hàng móc đầu tiên này, cái hàng móc này, các bạn móc hai mũi kép đơn cùng chân. Hàng tiếp theo, móc một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân. Hàng phía trên móc hai mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân. Thì cái hàng tiếp theo này mình sẽ móc 3 mũi kép đơn xen kẽ 2 mũi kép đơn cùng chân. Cũng thêm mũi ở cái chân nằm giữa này. Tương tự móc 3 chân móc kế bên mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên là cái chân nằm giữa của cái chân mũi chậm phía dưới, là cái chân này móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân. Như vậy là mình đã được một cụm năm chân móc như thế này. Các hàng móc tiếp theo các bạn cũng làm tương tự cho mình, cũng móc cho mình cái hàng tiếp theo là bốn mũi kép đơn xen kẽ, sau đó là năm mũi kép đơn xen kẽ. Các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến khi cái vòng tròn này nó vừa với cái vòng đầu của bé thì các bạn ngưng. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc ba chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi kép đơn. Và cái chân móc kế bên này cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân. làm tương tự cho đến cuối vòng. Ở đây mình đã móc lên thêm được hai hàng móc. Hai cái vòng móc đơn đầu tiên mình tính là một hàng thì ở đây mình đã móc lên được 6 hàng móc như thế này. Các bạn móc vào cái chân kế bên này cho mình một mũi dời. Sau đó móc lên hai mũi móc xích. Thì cái vòng tròn này nó đã vừa với cái vòng đầu của bé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc các cái hàng móc tiếp theo. Ở các cái chân móc tiếp theo này các bạn móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân kế bên là cái chân nằm giữa của hai mũi chậm phía trên này, các bạn móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân kế tiếp móc một mũi kép đơn. Các cái chân móc còn lại các bạn cũng làm tương tự cho mình, mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn cho đến cuối vòng. Thì tùy vào vòng đầu của bé các bạn tăng size cho phù hợp ở cái hàng thứ bảy này. Ở mỗi vòng móc phía trên mình tăng 12 mũi móc ở mỗi vòng. Nếu các bạn móc cho bé lớn hơn thì ở cái vòng móc thứ bảy này các bạn tăng cho mình ít hơn 12 mũi móc tăng hai mũi móc thì các bạn có thể tăng ở hai cái điểm đối diện nhau tương tự thêm ba mũi thì móc ở ba điểm này hoặc là các bạn có thể thêm bốn hoặc năm mũi các bạn chia đều cái vòng thứ sáu này ra sau đó tăng mũi cho mình bây giờ các bạn tiếp tục móc cho mình các cái hàng móc tiếp theo mỗi chân móc móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối vòng thì sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối vòng thì các bạn tiếp tục móc vào cái chân này cái chân kế bên này móc vào đây cho mình một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích các cái hàng móc tiếp theo các bạn móc tương tự cho mình giống như cái hàng mà mình vừa móc móc cho mình các cái hàng móc như vậy cho đến khi cái chiều cao của nón cái chiều cao của nón gần đến cái phần tai của bé thì các bạn ngưng các bạn cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc cho đến cuối vòng và làm tương tự cho các cái hàng móc tiếp theo thì ở đây mình đã móc lên thêm được các cái hàng móc như thế này tổng cộng là 12 hàng móc thì cái chiều cao của nón là cái chiều cao này đã gần đến cái phần tai của bé, cái phần thân nón mình sẽ ngưng ở đây, tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên này một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại cái phần thân nón, móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn, chân kế tiếp cũng móc một mũi móc đơn chân kế bên cũng móc một mũi móc đơn làm tương tự các cái chân móc còn lại cho đến cuối vòng mỗi chân móc móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì sau khi móc các cái mũi móc đơn cho đến cuối vòng các bạn móc tiếp vào cái chân móc này cho mình móc vào đây cho mình một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái phần vành nón ở cái chân móc đầu tiên là cái chân móc này ở đây nó có hai chân móc đây hai cái chân móc này các bạn móc vào cái chân phía ngoài cho mình là cái chân móc này Như thế này, ở đây nó có hai chân móc, móc vào cái chân phía ngoài này. Đây, cái chân phía ngoài này. Ở đây là cái chân phía ngoài đầu tiên, đây là cái chân phía ngoài. Các bạn móc vào cái chân phía ngoài này cho mình, móc vào đây một mũi kép đơn. Chân móc kế bên cũng móc vào cái chân móc phía ngoài cho mình, móc vào đây hai mũi kép đơn cùng chân. Như vậy là mình đã được một cụm 3 chân móc như thế này. Các bạn tiếp tục móc vào cái chân kế bên, cũng móc vào cái chân ở phía ngoài cho mình, móc vào đây cho mình một mũi kép đơn. Chân móc kế bên cũng móc vào cái chân phía ngoài, móc hai mũi kép đơn cùng chân. Làm tương tự các cái cụm chân móc này, làm tương tự cho mình cho đến cuối hàng các bạn cũng móc vào cái chân ở phía ngoài cũng đâm kim vào cái chân móc ở phía ngoài cho mình tương tự cho đến cuối hàng thì sau khi móc các cái cụm chân móc như thế này móc cho đến cuối hàng thì móc tiếp vào cái chân móc kế bên này một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích mục đích mà mình móc hàng móc này ở cái chân phía ngoài là ở đây mình để trừa một cái chân phía trong như thế này Trừ vào đây để một lát nữa mình tết tóc vào các cái đường móc này bây giờ mình sẽ tiến hành móc cái hàng thứ hai của vành nón ở cái hàng móc tiếp theo này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì ở cái hàng đầu tiên của vành nón, mình thêm mũi nó đã tạo được cái độ bèo của nón, cho nên ở cái hàng tiếp theo này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi kép đơn và không thêm mũi nữa. Làm tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng các mũi kép đơn, tiếp tục móc vào cái chân kế bên này một mũi dời. Thì cái vành nón mình đã được hai hàng móc như thế này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục móc thêm một hàng móc thứ ba. Móc lên hai mũi móc xích. Ở hàng móc thứ ba này các bạn cũng làm tương tự giống như cái hàng móc thứ hai của vành nón. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Tương tự giống như cái hàng thứ hai này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc móc cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng, các bạn cũng tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên một mũi dời. Ở đây cái độ rộng của vành nón đã vừa đủ. Nên mình sẽ không thêm các cái hàng móc tiếp theo nữa. Mà bây giờ mình sẽ tiến hành viền lại Viền lại cái vành nón này Các bạn móc tiếp vào cho mình cái chân móc kế bên cái chân móc mũi dời mà mình vừa móc Móc vào đây một mũi dời Chân kế bên cũng móc một mũi dời Chân bên cạnh cũng móc một mũi dời Làm tương tự các cái chân móc còn lại cho mình cho đến cuối vòng cũng móc cho mình mỗi chân móc là một mũi dời các bạn cứ móc cho mình các cái mũi dời và các cái chân móc này thì khi móc mũi dời vào các cái chân móc phía ngoài này sẽ tạo cho cái vành nón nó được dày hơn và được cứng cáp hơn các bạn cứ móc tiếp các cái chân móc kế bên mỗi chân móc là một mũi dời móc tương tự cho đến cuối vòng Sau khi móc các cái mũi giờ cho đến cuối vòng thì các bạn kéo cái sợi len dài ra, sau đó cắt len. Cái sợi len dư ở mặt trước của vành, các bạn dùng kim đâm từ phía sau ra cái chân móc. Sau đó móc và kéo sợi len ra phía sau cái vành nón. Tiến hành giấu sợi len này vào trong cái mũi móc sau khi giấu len mình đã ra một cái form nón vành cho bé như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành tết tóc vào cái đường móc phía trong này. Tùy vào sở thích của mỗi người mà cái độ dài của tóc nó khác nhau. Các bạn tạo cho mình các cái sợi dây len như thế này, một đoạn như thế này. ta sẽ sử dụng ở cái phần gấp đôi này các bạn lật mặt trong của nón ra dùng kim móc đâm từ phía trong ra phía ngoài của chân móc đâm từ phía trong này các bạn đâm vào cái chân móc sau đó kéo cái phần gặp đôi của cái sợi len ra luồn qua cái chân móc các bạn luồn qua chân móc sau đó móc hai cái sợi len này qua cái chân móc mà mình vừa tạo kéo sợi len ra thì mình sẽ được một cái tết tóc như thế này các bạn làm tương tự cho mình các cái chân móc tiếp theo cũng làm như vậy tùy vào cái độ dày của tóc mà các bạn có thể chập đôi hai cái sợi len lại chập đôi như thế này sau đó các bạn cũng đâm kim từ phía trong ra phía ngoài của cái chân móc từ phía trong ra sau đó cũng kéo hai cái sợi len này qua cái chân móc và luồn bốn cái sợi len ở phía ngoài qua hai cái chân móc mình vừa tạo kéo len. mình sẽ được tết tóc bốn sợi len như thế này như thế này hoặc là các bạn cũng có thể đang xen kẽ cho mình cái tết tóc hai sợi và tết tóc bốn sợi như thế này các bạn làm tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến hết vòng sau khi tết tóc xong ở quanh cái phần nón như thế này tết tóc vào các cái phần nón như thế này sau đó các bạn chia đôi cái phần tết tóc ra và thắt cho mình hai cái bính ở hai bên ở đây mình có trang trí thêm một cái phần nơ như thế này bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái phần nơ này các bạn tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút từ nút này móc lên 13 mũi móc xích 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Sau khi móc được 13 mũi móc xích như thế này, các bạn tiếp tục móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Sau đó móc vào cái chân móc thứ 13 một mũi kép đơn. Chân kế bên cũng móc một mũi kép đơn. chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Các cái chân móc còn lại cũng móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hàng, ở cái chân móc cuối cùng này, chân móc này các bạn móc thêm cho mình 6 mũi kép đơn nữa. 1 2 3 4 5 Và 6 Như vậy là ở cái chân móc cuối cùng này mình được 7 mũi móc như thế này Các bạn tiếp tục móc vào cái chân móc kế bên một mũi kép đơn Là cái chân móc này Móc vào đây một mũi kép đơn Tương tự các cái chân móc tiếp theo cũng móc mỗi chân móc là một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Sau khi móc các mũi kép đơn cho đến cuối hàng thì ở cái chân móc cuối cùng này, ở cái chân móc này các bạn móc thêm lên cho mình 5 mũi kép đơn nữa. 1 2 3 4 và 5 Như vậy là ở cái chân móc bên này mình đã được 7 mũi móc tính cả cái chân móc đầu tiên mình gây nên tiếp tục móc vào cái chân đầu tiên này móc vào đây một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích móc vào chân móc đầu tiên một mũi kép đơn chân móc kế bên cũng móc một mũi kép đơn làm tương tự cho các cái chân móc còn lại móc cho đến cái chân móc sát cái chân móc 7 mũi chụm này mỗi chân móc móc một mũi kép đơn và mỗi chân móc thì ở cái chân móc đầu tiên của mũi chụm 7 mũi ở phía dưới là cái chân móc đầu tiên này đây là cái chân móc đầu tiên móc vào đây cho mình hai mũi kép đơn cùng chân chân kế bên cũng móc hai mũi kép đơn cùng chân làm tương tự cho năm chân móc còn lại mỗi chân móc móc hai mũi kép đơn và mỗi chân móc sau khi móc được các cái mũi kép đơn ở bảy chân móc của cái mũi chậm phía dưới, tiếp tục móc vào các cái chân móc kế bên móc vào mỗi chân móc một mũi kép đơn, móc tương tự cho đến cái chân móc phía bên này. thì cái chân móc đầu tiên của cái mũi chậm ở phía dưới là cái chân móc này móc vào đây hai mũi kép đơn các cái chân móc còn lại cũng làm tương tự mỗi chân móc móc hai mũi kép đơn vào mỗi chân móc Sau khi móc đến cuối vòng thì móc vào cái chân móc kế bên này, móc vào đây một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Tiến hành giấu cái phần len thừa này vào sau cái mũi móc. Sau khi giấu len xong thì mình sẽ được một cái mặt như thế này. Các bạn tiến hành gấp cho mình, gấp như thế này gặp đôi lại Sau đó các bạn dùng len quấn quanh cái điểm ở giữa lại. Sau khi quấn một lượng len vừa đủ các bạn cắt len. Tiến hành cột lại và giấu cái phần len thừa vào trong cái mũi móc. Như vậy là mình đã hoàn tất được cái phần nơ như thế này. Các bạn dùng keo nến hoặc là kim khâu, khâu cái phần nơ này vào trong cái nón. Các bạn có thể đặt cái nơ này ở bất cứ cái điểm nào ở phần nón này. Chúc các bạn thành công.